bạn không có thời gian cho con bạn. Bạn muốn đồng hành cùng con, bạn muốn con mình thông minh hơn. Tin vui bất ngờ, tin vui bất ngờ. Các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi đã nghiên cứu ra một sản phẩm công nghệ đầu tiên với trí tuệ nhân tạo AI, một sản phẩm robot giáo dục thông minh lần đầu tiên và duy nhất sử dụng tiếng Việt đã ra đời. Xin chào, mình là robot giáo dục thông minh Akira. Rất vui khi được về chung nhà với bạn. Với những tính năng đột phá hoàn toàn mới được tích hợp trong robot Akira, bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục với những gì mà robot Akira mang lại cho con bạn. Akira với chức năng bách khoa toàn thư. I want to be a doctor when I grow up. Tôi muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên. Robot Akira ơi, tôi thích học tiếng Anh. I like learning English. I like Akira. Tôi rất vui khi giúp được bạn. Akira ơi, 3 cộng 2 bằng mấy? Câu trả lời là 5. Yeah. Akira ơi, tại sao lại có hiện tượng ban ngày và ban đêm? Hình khối cầu của trái đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa, vì thế đã sinh ra ngày và đêm. Nếu muốn con bạn thông minh hơn, hãy mau nhấc máy lên gọi cho chúng tôi 1900-633-012 và chỉ cần 1.899.000 đồng cùng đồng hành với bé trong suốt 12 năm khôn lớn. Akira với chức năng đồng hành phát triển cùng bé. Akira ơi, bạn kể cho tớ nghe câu chuyện cổ tích tầm cán nhé. Ngày xưa, có một người con gái tên là Tắm. Akira ơi, bạn hát tặng mình một bài hát sinh nhật nhé. Nếu bạn muốn gắn kết tình cảm hạnh phúc gia đình, hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi 1900-633-012 và chỉ cần 1.899.000 đồng là bạn có thể sở hữu robot giáo dục thông minh Akira, là món quà tuyệt vời nhất, đáng mua nhất của các bậc phụ huynh dành cho bé. Akira với chức năng chia sẻ cùng con. Bố, hôm nay con được điểm 10 đấy. Con của bố giỏi quá. Hãy để Akira thể hiện tình yêu thương của bạn dành cho bé. Akira, chơi cùng robot, bé học tốt hơn.